Chứ để em nặng nó đợi em nặng. Em nằm đi qua chiên chi quá nặng cho nè. Em nằm đi về chứ. Xong hả? Ủa chị có cài cái kia cho mày chưa chị? Chưa. Xong cái gì? Dạ, anh đợi nằm một anh cứ ngồi lại thoải mái. Dạ. Sao chị lại lại? Đi nằm đâu? Đi đâu cho có chứ, bị cùng. Nhưng không có cái nào hết. Nếu mà không hết còi là mụn nó chai á. Phải lấy hai lần. Còn những cái nào mụn nào mà nó không có bị chai á thì mình lấy. Cái sức chịu đựng của voi tốt lắm. Có đau môi. Ủa sao thấy gì không đang mụn hay hẹn? Trời ơi, nếu mà thì đâu mở spa. Nhiều nghề của người ta, ông nói như thật đấy. Giờ bỏ nghề rồi đó. Cái đó là thâm của ta ra chơi. Không, cũng mấy cái này không có thâm lắm đâu. Chứ cũng xương xương nhẹ nhẹ. Không, nó có tải qua tay em rồi cho nên mấy cái này cũng không có gì đâu. Ê, không có à, mệt em nhỉ? Mệt em thì yên tại em thật của em. Em xuống nhanh. Nhiều lắm. Bây giờ mỗi lần em nhìn hoạt đó rồi nó cảm thấy rất là khó chịu. Thật cũng hay nhìn mặt rồi đó. Ừ, nhìn mỗi lần thấy mỗi lần em nhìn mặt nó rồi đó, kêu là chị nó nhìn thấy thì nhiều khó chịu quá. Dịch người lên xíu ấy. Nói chung là do chuyên môn thôi. Thâm hay không là do mình lấy á. Lấy được thì nó sẽ không thâm. Nhưng mà kiểu bị nặng quá không chị, hay là do cái dụng cụ nặng không? Thì nói chung là chủ yếu là do cái kỹ thuật của mình á. Ví dụ như lấy một lần này thì nó sao nó thâm được. Còn nhiều người họ không biết lấy, họ sẽ lấy đi lấy lại nhiều lần á. Sao nó xước cái vùng da ở trên cái bề mặt của mình á. Là nó, đúng rồi, là nó sẽ bị thâm.
Không, càng càng cố nặn càng thâm. Ngày chưa, càng chưa anh thâm đúng rồi. Trời ơi, đây muốn làm gì ăn luôn. Đối thừa hả? Đúng. Nhưng mà mụn mà mụn viêm như thế này á thì chắc chắn sẽ để lại thâm. Nhìn như này là thấy thâm rồi đó. Em trai này mặt nó chút mụn viêm nhiều. Bây giờ mình đỡ đúng không? Viêm nhiều là đỡ rồi, chứ mà chút viêm nhiều, viêm mà mụn như vậy không chị? Mụn hơn nữa. Thì nói chung là mụn viêm thì chắc chắn sẽ để lại thâm rồi đó. Rồi. Tại vì nó thâm sẵn rồi. Còn mà ví dụ mụn ẩn thì hiếm lắm, hiếm khi để lại thâm lắm. Không, mấy em sợ là kiểu thâm bị lâu ấy á. Chứ còn thâm cái này chắc chắn là có rồi. Lấy hết chân là dưỡng về dưỡng là nó nhanh hết thâm lắm. Nhiều khi một tuần là thấy nó đỡ hẳn rồi đó. Chưa bôi mà em ra máu. Đi máu nữa, hôm nay đã hết máu rồi gì? Sao mà nặn hết máu được. Máu nó cứ chảy ra sao mà hết. Mà đi em kia là nó đọc cái gì mày quá không được. Nói chung là ví dụ như cái mụn viêm mà mình cố nặn ra hết máu á thì nó sẽ tổn thương ở dưới rất là nhiều. Mình nặn vừa thôi xong rồi mình xức thuốc á, nó sẽ lành cái vết thương đấy và cái miệng vết thương nó sẽ nhỏ dần á, nó sẽ đẩy cái mụn ra cho mình. Kiểu cố nặn là như vậy đó chị, ý là đúng rồi, cố nặn em không cố nặn nhiều nhưng mà ý là cứ lấy hai cái bông á xong rồi em cứ đẩy nhiều lần đúng không? Không, cái đó dễ sẹo lắm luôn á. Nhưng mà em đổi hướng chứ em không có tìm. Đúng rồi, mà em nặn nó không chịu. Tôi không biết nặn đấy là nó sẽ không có cái thế nặn đúng á, nó khó ra lắm. Lại nặn nhưng mà có đèn. Mà nhà không có cây đèn gì, đèn là còn dụng cụ, nó nói chung nhiều thứ lắm. Nhưng mình biết tự mình lấy mụn mình tự mình đâu có được đâu. Vẫn thâm như thường. Không, nếu như mà em tự lấy em á còn không thuận mà mình lấy cho người ta. Đúng rồi. Tại vì trong lúc dịch đó kìa. Không có đi được mà nó viêm nhiều lắm. Nói chung như này là nó cũng ổn à. Không biết nó bị sẹo hay gì hết. Đừng cứ giữ cái cây này. Đúng rồi, ít à. Nó không có nhiều. Ở dưới cằm của em trai em như là bị nặng, bị mụn đồ đen mà bị lâu na lâu gì. Nó bị kết lại rồi. Mấy cái này thì đâu lấy được đâu. Lấy nó chỉ đau thôi chứ nó không có ra được. Nhưng mà đúng rồi, có nghĩa là đồ đen mà lâu năm quá là nó ăn vô trong. Đúng rồi. Nói chung là nó chỉ cảm giác sần dưới da của mình thôi chứ còn lấy thì nó không ra được hết. Nó chỉ đau thôi chứ nó không ra. Bây giờ đang nói mấy cái mụn như thế này này. Chứ còn mấy mụn bự này thì vẫn lấy được này. Cái đấy chủ yếu mình chăm tại da chết rồi dần dần nó cũng hết, nó tự hết rồi. Mà cái thì ai cũng bị hết á. Thank you.
sạch mụn cho đẹp trai. Đẹp trai mà cái mặt nó cũng mụn ngoài. Nhưng cái mụn này thì lấy lần hai lần là nó hết à? Có sức thuốc vô á? Cho nó gom nhân lên lấy à? Lên xong rồi đi spa nặng. Ngoài những việc gì sẽ spa nào mới ta? Chị khác anh đi. Hả? Ừ. Cũng mở ha. Đông. Không cần đâu, chị An chỉ biết chỗ quen, chỉ giới thiệu cho thì... Ở đâu? Ừ, em cũng không biết. Nhập được không? Đình Túy gì đó mà. Em nhớ cái Túy gì đó là ở gần chỗ anh mà đâu. Nó đường ta biết đường mà. Đi một lần nên chị học hành rồi. Nên xuống đường. Nhìn cái mụn này là dễ để lại sẹo nhất này. Mụ mà mụ dẻo dẻo vậy chứ. Đúng rồi. Cái vì những cái mụn này là do cái kiểu nhân mụn nó ăn sâu á. Như mỗi cái chân lông nó sẽ có một cái mụn như này này. Nhưng mà khi nó viêm lên á thì nó ăn luôn hết nhiều lỗ chân lông lại chung một chỗ á. Đúng rồi. Như vậy thì cái sẹo nó dễ để lại lắm. Mình không biết dưỡng đúng á, không biết lấy á. Sợ. Nhưng mà mình không lấy thì nó cũng sẹo. Thì không lấy nó tự xẹp xuống là nó tự sẹo à? Không, nó của bé trai em nó không tự xẹp, chỉ nó cứ kiểu cương 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 cương. Đây nè, đây nè. Như thế này nè. Ừ. Nhưng mà nó có đầu trắng trong là mụn kiểu rọ đèn cho mày thấy. Đúng rồi. Như cái này là sẹo hết rồi nè. Ừ. Nên là sẹo lồi luôn nè. Như cái cục này là sẹo lồi nè. Ngắt ở đây nè. Nhìn thì ở trên thì tưởng nó lành rồi nhưng mà thực chất thì nó vẫn còn nhân ở trong. Đỡ đau không em? Cũng đỡ hơn, cũng đỡ hơn chị làm. Chắc chắn rồi, cho ngang tao thì nó là tao đang bỏ xì ba rồi. Chị lấy mà không đau mà lấy được hết chân là chị bỏ xì ba là được. Tao không quan thú chuyên gia rồi hết rồi, tao là quá ghê rồi. So sánh cực dữ ghê. Không, nhưng mà đó là chị chuyên mày qua cơn đau chứ còn gì nữa. Chịu được cơn đau của chị là cái này là không xin nhê đúng không? Ừ, thì em phải chuyên nó trước khi lên đây mà. Không mà chị thấy lấy cũng sạch bao, chắc bao lấy vài lần là sạch à. Đúng rồi, bạn này thì dễ hết mà. Sợ mấy cái mụn mà nó nhầy nhầy như vậy lắm nha. Đúng không? Mấy cái mụn nhầy nhầy vậy nó dễ bị lại sẹo. Nhưng mà mụn này cùi, thì nó ra máu mà cái cùi cái mụn của chị má thành cái cùi kia á, nó đỡ sợ hơn là cái kiểu mà mụn nhầy á. Như này là dễ để lại sẹo này. Nó cứ như này là dễ để lại sẹo này. Ừ. Em có thức khuya không em? Dạ có. Mới thức khuya nha. Ừ. Chứ không là mụn. Con bò thức khuya uống trà sữa. Chứ không là mụn chán đổ hoài luôn á. Em uống thức khuya mà sao không có mụn chán mà em lại mụn cầm. Mình thức khuya nó mụn đúng không? Uống mụn trà sữa vô để đặc kỳ đặc đúng không? Mụn chán. Cầm, cầm là do mình ăn á. Cho đường tiêu hóa của mình nhé. Nhưng mà tức là tức khuya là nổ mụn thì ăn cay không? Em ăn, trước em ăn cay lắm luôn mà bây giờ em đỡ ăn cay rồi mà nó vẫn lên cả. Chị ăn cay mụn gì? Ăn cay bị mụn quanh miệng á. Thì nói chung là nó có cái thường thường cái da vùng nào yếu á, nó sẽ dễ lên lại lắm. Trước có hay bị mụn cầm không? Không. Đợt này em mới bắt đầu lên cầm. Hồi trước em bị má trái má phải, má trái má phải kiểu trái lên phải lên trái kiểu nó đạn nha. Mà chán cũng không có, cầm không có. Nhưng lần này lần đầu tiên lên cầm. Cho nên em mới thắc mắc là cầm là vì gì. Em tìm hiểu là mụn ở cầm là vì cái gì. Đường tiêu hóa. Cầm là thường thường là do đường tiêu hóa nhiều. Đầu mũi của em trai nhá. Chị xem xét cái đầu mũi nha. Thì, thôi.
mụn cả nhiều à? Đúng rồi, tay thì nó sẽ đỡ đau hơn bằng cây, cây thì đau hơn. Đúng rồi. Để có được một cái video thì nó cũng rất là cực đấy. Nó già lắm đúng không? Lỗ chân lông chỗ này nó to quá. Này nữa là xong. Chưa có cái nha em. Đâu đâu đừng vậy là đánh chỉ nha. Ông bé này chịu đau được mà. Mới đau quá. Nói nghĩ rồi đấm lên. Không chị đau giỏi lắm. Cái này chị. Được người chịu đau được tất cả mọi thứ nhưng mà cái này thì không thể được. Cái này đau thật luôn á. Đau mà kiểu nó thốn đấy. Kiểu khó chịu lắm luôn đấy. Nó cơn đau nó cứ tới liên tục á. Mụn nhiều á, nặng liên tục rồi cái đau nó tới liên tục. Ok. Xong rồi em. Về xuống thuốc vào nha. Mụn hơi nhiều cho nên là nó máu. Trời ơi. Nó nhằn quá.